Các bạn đang xem Hà Nội Đẹp. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Đẹp. Trước khi đến với những nội dung chính trong video, các bạn nhớ nhấn đăng ký và đặt chuông ở chế độ thông báo có video mới nhé, để không bỏ lỡ video nào của Hà Nội Đẹp. Trân trọng cảm ơn các bạn. Trong những năm qua, thủ đô Hà Nội tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch đô thị, không ngừng nâng cấp hệ thống đường bộ trên toàn thành phố, lập ra các đề án và giải pháp mang tính cấp bách để giảm dần và xóa bỏ các điểm đen về ùn tắc giao thông. Vẫn còn tồn tại những kế hoạch và giải pháp đã lạc hậu, không phù hợp với tình hình giao thông mới. Tuy nhiên thì có nhiều giải pháp vẫn đem lại hiệu quả lớn. Trong đó thì việc thành phố liên tục cho đầu tư xây dựng các cầu vượt thép tại các ngã tư lớn nhỏ trên khắp địa bàn đã và đang phát huy được hiệu quả trong việc kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Từng chịu không ít lời ra tiếng vào về thẩm mỹ cũng như sự nghi ngờ về tính hiệu dụng của công trình, thậm chí cả sự lãng phí có thể xảy ra. Song thành phố Hà Nội vẫn quyết tâm đầu tư xây dựng hàng loạt cầu vượt nhẹ kết cấu thép tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Đó thật sự là một trong những giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo của Hà Nội. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy like và subscribe cho kênh Hà Nội Đẹp nhé! Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông đô thị hiện nay, việc xây dựng cầu vượt là một trong những giải pháp kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, do phải xây dựng trong đô thị, địa bàn chật hẹp, nhất là trong bối cảnh giao thông hiện hữu đang phải sử dụng với mật độ rất cao, thì ngoài các yêu cầu kỹ thuật thông thường như là khả năng chịu tải, khả năng lưu thông, sự phù hợp với cảnh quan đô thị, giá thành, thì một vấn đề cốt yếu trong việc xây dựng cầu vượt là thời gian thi công phải nhanh nhất, ít ảnh hưởng nhất đến việc giao thông hiện hữu. Và vì vậy phải lựa chọn giải pháp thi công nhanh, công việc thi công tại hiện trường là ít nhất có thể. Việc xây dựng cầu vượt bằng thép theo công nghệ xây dựng nhanh được áp dụng rất phổ biến ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Ưu điểm của cầu vượt bằng thép là nó rất phù hợp với hệ thống giao thông không ổn định hoặc hệ thống giao thông không được dự báo trước, nhờ dễ dàng tháo dỡ và chuyển sang lắp đặt ở vị trí khác. Áp dụng được cho các dự án thực hiện phân kỳ đầu tư, dễ dàng mở rộng giai đoạn 2 hay khi tải trọng giao thông gia tăng hoặc có kết cấu bị khuyết tật thì sẽ dễ dàng nâng cấp, sửa chữa đáp ứng tải trọng mới. Điều mà cầu bê tông cốt thép khó có thể thực hiện hơn. Ngoài ra, do kết cấu chịu lực chính của cầu vượt được làm bằng thép nên hầu hết nó được chế tạo tại công xưởng, chỉ vận chuyển đến hiện trường và lắp ghép nhanh chóng nên ít ảnh hưởng đến giao thông hiện hữu, nhất là khi chọn thời gian lắp ghép vào ban đêm, lúc mật độ giao thông là ít nhất. Cũng nhờ làm bằng thép, khả năng chịu lực cao nên các dầm cầu vượt có chiều cao tiết diện nhỏ hơn. Để thỏa mãn chiều cao tĩnh không thì đường dẫn lên cầu cần ngắn hơn, ít bị chiếm dụng đất xung quanh nút giao, giá thành đền bù sẽ thấp hơn. Hơn nữa, cầu vượt bằng thép có thể tạo các hình dáng khác nhau, phong phú về đường nét, dễ dàng tạo được sự phù hợp với không gian cảnh quan đô thị, tạo được các điểm nhấn về kiến trúc và văn hóa của địa phương. Hiện nay, các công trình cầu vượt thép tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, kết cấu tầng trên, tất cả các công trình cầu đều sử dụng dầm liên hợp thép bản bê tông cốt thép. Trong đó thì có 12 trên 16 cầu sử dụng dầm tiết diện hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép và 4 trên 16 cầu sử dụng dầm tiết diện chữ Y liên hợp thép bản bê tông cốt thép. Cuối năm 2011 là thời điểm Hà Nội đối mặt với nạn ùn tắc giao thông khủng khiếp nhất. Toàn thành phố khi đó có tới 124 điểm đen, nghiêm trọng hơn, vào giờ cao điểm, nhiều điểm ùn tắc kéo dài. Nhằm đẩy lùi nạn ùn tắc, hàng loạt giải pháp từ cấp bách đến lâu dài đã được Hà Nội nghiên cứu triển khai. Trong đó, chủ trương làm cầu vượt nhẹ, kết cấu thép tại các nút giao thông trọng yếu được coi là giải pháp tình thế, cấp bách của thành phố khi đó. Thế nhưng lúc đó đã không ít lời ra tiếng vào của các chuyên gia quy hoạch, giao thông đô thị. Người thì bảo hình dạng cầu thiếu tính thẩm mỹ, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị đối với chủ trương nêu trên. Người thì nghi ngờ sự hiệu dụng khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác do thiếu kết nối với các tuyến đường xung quanh. Thậm chí còn có những ý kiến quan ngại sẽ rất lãng phí khi phải phá bỏ cho đúng với quy hoạch giao thông đô thị chung của thành phố. Thế nhưng rất nhiều ý kiến có cơ sở, xuất phát từ trách nhiệm với Hà Nội. Trong khi tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tình thế khi ấy đã cấp bách lắm rồi, nên Hà Nội vẫn quyết tâm làm. Tháng 1 năm 2012,
hai cây cầu vượt nhẹ kết cấu thép đầu tiên của Hà Nội tại nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà và chùa Bộc Tây Sơn được khởi công xây dựng, rồi lặng lẽ hoàn thành để chính thức thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 26 tháng 4 năm 2012 sau khoảng 3 tháng thi công. Rất nhanh sau đó, hai cầu vượt đầu tiên này đã phát huy tác dụng. Nút giao chùa Bộc Tây Sơn và Láng Hạ - Thái Hà thông thoáng, người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều. Từ những đánh giá hiệu quả ban đầu, thành phố quyết định xây dựng thêm hàng loạt các cây cầu vượt khác tại các nút giao thông trong các năm từ 2012-2013 cũng như những năm kế tiếp. Lần lượt các cầu vượt nhẹ khác tại các nút giao Lê Văn Lương - Láng Hạ, Trần Duy Hưng - Láng, Nam Hồng - Đông Anh, phố Huế - Trần Khắc Chân, Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, tại nút giao Âu Đống Mác, Cổ Linh - Đàm Quang Trung, Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được xây dựng rồi đưa vào khai thác. Khi những cây cầu lần lượt được hoàn thành thì những điểm đen ùn tắc giao thông cũng dần được thanh lý. Hiệu quả đã rõ, người dân đồng thuận cũng như rất ủng hộ. Từ khi những cây cầu vượt đi vào hoạt động, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ khác, Hà Nội đã giảm được từ 124 điểm có nguy cơ ùn tắc xuống còn 57 điểm. Không chỉ giảm số điểm ùn tắc, quan trọng hơn, thời gian ùn tắc tại nhiều điểm đen cũng đã giảm sâu. Đó chính là những con số biết nói. Cũng từ hiệu quả của các cầu vượt nhẹ này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cử đoàn công tác ra Hà Nội tham quan, học tập mô hình để về triển khai tại địa phương. Một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cho biết, việc Hà Nội xây dựng các cây cầu vượt nhẹ là giải pháp tình thế, nhưng nó thể hiện sự cố gắng của ngành giao thông thủ đô trong giải quyết ùn tắc giao thông, vì những giải pháp này phát huy hiệu quả tương đối cao. Những ý kiến từng lo ngại trước đây về tính hiệu dụng, tính thẩm mỹ hay sự lãng phí trong việc xây dựng những cây cầu vượt nhẹ kết cấu thép đều đã cơ bản bị thực tế thuyết phục. Cầu vượt thép mới nhất của Hà Nội hiện nay vẫn đang trong quá trình xây dựng. Cầu vượt này nằm tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Cầu vượt thép đang xây dựng có hình dạng chữ Y, với một nhánh nằm trên phố Chùa Bộc, một nhánh kéo từ Phạm Ngọc Thạch sang Tôn Thất Tùng. Trong giai đoạn 1, sẽ chỉ đầu tư xây dựng trước nhánh cầu cong hình chữ C từ Phạm Ngọc Thạch nối sang Chùa Bộc. Chưa thể xây dựng hoàn chỉnh cầu chữ Y vì đường Tôn Thất Tùng không đủ mặt bằng để xây dựng nhánh cầu. Dự án được phê duyệt dự toán xây dựng hạng mục công trình là 123,7 tỷ. Trong đó thì chi phí xây dựng là 114,3 tỷ. Tư vấn đầu tư xây dựng là 2,6 tỷ. Chi phí khác là 1,3 tỷ và 5,7 tỷ tiền chi phí dự phòng. Cầu vượt Phạm Ngọc Thạch có chiều dài là 318 m, rộng 9 m với hai làn xe hỗn hợp. Kết cấu chính của cầu là 35 phiến dầm hộp thép liên hợp, bản mặt cầu bê tông cốt thép. Các dầm này đặt trên trụ bê tông cốt thép hình trụ, đứng trên nền móng cọc khoan nhồi. Các dầm thép của dự án do một đơn vị cơ khí trong nước chế tạo tại xưởng, đặt tại Hưng Yên và Hải Phòng. Cầu vượt thép Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc ban đầu dự định được thông xe vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên vì phải di rời các công trình ngầm nổi trên phố Chùa Bộc và vướng mắc trong các khâu vận chuyển dầm thép từ nơi chế tạo đến công trường, nên dự án bị chậm tiến độ, dẫn tới phải rời mốc thông xe tới tháng 1 năm 2023 mới hoàn thành. Hiện nay tại công trường, phần kết cấu dưới bao gồm toàn bộ những trụ bê tông của dự án đã hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai lắp đặt cấu kiện dầm thép bên phía đường Phạm Ngọc Thạch. Trong tháng 12 sẽ gác xong dầm. Công việc còn lại sẽ là đan thép lưới và đổ bê tông bản mặt cầu. Sau đó thảm nhựa áp phan, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ vạch chỉ dẫn, lắp đặt biển báo giao thông. Ngoài ra thì trong phạm vi đường Chùa Bộc sẽ thực hiện xén khoảng 400 m vỉa hè để mở rộng mặt đường, mở rộng nút giao và thảm tăng cường trên mặt đường cũ. Xây dựng kết cấu áo đường mới cho phần đường mở rộng. Bên vỉa hè phía Học viện Ngân hàng, xén hè dài 360 m, rộng từ 2 cho đến 6 m tùy vị trí, kết hợp với mở rộng nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn. Vỉa hè phía đối diện thì xén dài khoảng hơn 100 m, rộng 2,5 m. Cũng như những công trình cầu vượt thép khác hiện đã được xây dựng trong thành phố, thì cầu vượt thép Phạm Ngọc Thạch khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao năng lực giao thông qua ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại khu vực và hoàn thiện hệ thống giao thông khung của quận Đống Đa.
đối với hệ thống giao thông đô thị. Đầu tư xây dựng nút giao thông cầu vượt luôn là một bài toán kinh tế phức tạp, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn khi mà diện tích xây dựng tương đối nhỏ hẹp, thời gian xây dựng không được kéo dài. Chính vì vậy, phương án xây dựng nút giao thông cầu vượt đô thị luôn là một bài toán hóc búa, trong đó vấn đề tài chính, nguồn lực đầu tư cần được ưu tiên giải quyết. Như vậy là phương án xây dựng cầu vượt thép trong đô thị đã phần nào giải quyết được những vấn đề nêu trên. Các bạn nghĩ sao về hiệu quả đầu tư trong xây dựng các cầu vượt thép tại Hà Nội? Hãy để lại ý kiến bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận nhé! Video tới đây là kết thúc. Rất mong các bạn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở số tiếp theo. Mình là Thế Anh của Hà Nội Đẹp.